bạn đã thấy thì bây giờ Thư với đang với anh Huy là đang ở ngoài đường, đang chuẩn bị đi tới một địa điểm để review cho các bạn. Đây là một địa điểm nằm trên top 8 mà các bạn nên đến khi đến Đài Loan. Đó chính là hoàng đảo Chí Chin. Thì hoàng đảo Chí Chin này nằm ở phía nam Đài Loan, và cách nhà Thư ở Náng Trự là tầm khoảng 45 phút chạy xe máy. Thì các bạn đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan thì có thể đi đến đó bằng phương tiện là xe máy hoặc là đi MRT, train, tàu ngầm, hoặc là các bạn cứ đi ngồi train xong rồi đến G10 thì các bạn chuyển ra tàu. Từ G10 các bạn chuyển xuống O1 và đi cửa số 1. Thì các bạn đi bộ khoảng 15 phút thì tới là bến phà. Từ bến phà thì các bạn ngồi khoảng 15 phút thì có thể là qua được hòn đảo Chí Chin. Thì các bạn có thể tham khảo cái cách hướng dẫn của Thư. Thì bây giờ Thư với anh Huy thì đang chuẩn bị dùng phương tiện xe máy để đi đến hòn đảo Chí Chin để review cho các bạn. Thì bây giờ hiện tại ở Đài Loan nhiệt độ là tầm khoảng là 19 độ. Một tuần lễ nay thì thời tiết mưa nhiều và không thấy mặt trời, rất là lạnh. Và anh Thư với anh Huy ngày hôm nay sẽ vượt lạnh để review cho các bạn biết hòn đảo Chí Chin có những cái điểm nổi bật nào. Mời các bạn đi theo chúng tôi. Xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ Thư với anh Huy đang đến phà. Từ phà này là từ Sư Chị Quan đi qua bên Chí Chin ạ. Thì ngồi phà tầm khoảng 15 phút. Mà khi mà lên phà thì các bạn có thể là mua vé hoặc là giống như Thư dùng cái thẻ đa năng này. Cái thẻ này Thư mua là có thể đi tàu Chí Chin, tàu điện ngầm hoặc đi xe buýt, thuê xe đạp, tất cả các phương tiện công cộng, và có thể là thanh toán tại cửa hàng tiện lợi di động trên toàn quốc luôn ạ. Thì các bạn có thể mua. Thì theo tôi biết là một lần một người đi qua chuyến phà này một lần có chính là 20 khoai tầm khoảng 16-17 ngàn tiền Việt Nam của mình. Thì trên phà thì ở phía dưới là dành cho xe máy, phía trên đó chính là cho những người đi bộ. Tí nữa thì Thư sẽ lên phía trên. Như thế thì Thư với anh Huy sẽ tách riêng ra cho nên không thể nào mà quay cho các bạn biết được cái bên trong đó là như thế nào. Thư chỉ miêu tả là phía trên dành cho người đi bộ thì có được những cái ghế ngồi, phía bên trong có tivi, và theo Thư thì Thư lại thích đứng phía bên ngoài hóng gió hơn. Cho nên các bạn có thể đến đây và tìm hiểu thêm. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi phà nào. Thư có biết lái xe máy hay là xe đạp điện không? Thư nói là Thư biết. Xong rồi ổng nói ừ thế thì ok. Thế là Thư lên xong rồi Thư tông vô nhà người ta không à. Như thế đó chính là lần ấn tượng của Thư. Thì các bạn có thể qua đây trải nghiệm để xem cái ấn tượng của các bạn đối với cái xe đạp điện này như thế nào. Thì theo Thư, sự hiểu biết của Thư thì tất cả các biển ở phía nam Đài Loan bao gồm Cao Hùng và Đài Nam thì các bãi biển đều là cát đen các bạn ạ. Và chỉ theo Thư được biết là chỉ có ở Bình Đông khu Khẩn Tin là cát màu trắng. Thì ngày hôm nay thì nhưng mà cát đen hay cát trắng thì nó cũng không quan trọng, vì quan trọng là cái ấn tượng mà địa điểm nó tạo cho du khách. Mỗi địa điểm nó tạo ấn tượng riêng, thì các bạn có thể đi đến đây và để chiêm ngưỡng những nét đẹp ở nơi đây để cho các bạn. Bây giờ chúng ta cùng tiến vào phía trong. Trước khi mà tiến vào ngoài bãi biển Chí Chin thì chúng ta sẽ đi qua một cái con đường. Mà con khúc đường đó là buổi tối là hợp chợ đêm. Thì chợ đêm ở Chí Chin này đa số là bán về thức ăn bên ẩm thực. Các bạn có thể đi đến thưởng thức những các đồ hải sản ở biển Chí Chin này. Còn ngoài ẩm thực ra thì nó bán rất là ít các đồ bơi, nhưng mà chủ yếu là ẩm thực. Các bạn có thể đến đây và thưởng thức. Và bây giờ cùng theo chính Thư đi ra biển Chí Chin. Mà hiện tại bây giờ là buổi trưa cho nên Thư với anh Huy không thể review cho các bạn biết được biển Chí Chin từng chi tiết được. Bây giờ chúng ta cùng nhau tiến vào bên biển Chí Chin.
Hello, xin các bạn chào mừng lại kênh của Hericalu. Thì hiện tại thì hôm nay chương trình của mình sẽ có một vị khách mời. Khách mời mới đó, bạn đó tên Thư. Thì hôm nay bạn Thư sẽ dẫn cho chúng ta đến một cái địa điểm gọi là nổi tiếng tại Đài Loan. Ok Thư, chào Thư. À, xin chào anh. Ok, thì hôm nay thì em dẫn anh tới chỗ nào vậy ta? À, hôm nay em sẽ để mà dẫn anh đến một trong 8 địa điểm nổi tiếng khi mà bạn nên đến khi đến Đài Loan. Đó chính là biển Chí Chin nằm ở cao địa phận của Cao Hùng ạ. Thì em có thể giới thiệu cho anh được biết được cái đảo này là có gì đặc biệt không anh ha? Theo em những lần mà em đi rồi thì đảo này có bãi biển đẹp nè. Xong rồi có những cái địa điểm gọi là ấn tượng. Khi mà các bạn đi đến thì các bạn sẽ cảm thấy là chỉ có đảo này, chỉ có hòn đảo bé nhỏ này mới có được. Thì tí nữa Thư sẽ review từ địa điểm chi tiết cho các bạn xem và anh Huy cùng xem. Ok, vậy mời mọi người đón xem trên kênh của mình nhé. Ok, cảm ơn Đức. Bạn Thư có chia sẻ gì nữa không? Khi mà các bạn đi đến đâu mà muốn biết cái chỗ mình đang đến là địa điểm nào thì tất nhiên là mình phải nhìn bảng tên đó đúng không? Thì bây giờ ở đây Thư cũng đang đứng ở tại một cái bảng tên, đó chính là biển Chí Chin. Khi mà chúng ta đến, chúng ta nhìn là chúng ta biết người ta hỏi mình có đi đâu thì mình cũng trả lời được là tôi đi tới biển Chí Chin. Các bạn có thể thấy chữ rất là to, nếu mà người nào bị cận cũng có thể nhìn thấy, nên các bạn cứ yên tâm. Ok. Bây giờ chúng ta từng cùng nhau đi khám phá từng địa điểm nhé. Xin chào các bạn, thì Thư đang đứng ở cái quảng trường Chí Chin. Nếu mà các bạn có đi vào buổi tối mà tham quan chợ đêm xong rồi đi qua đây thì các bạn có thể ghé vào đây để nghe những cái âm nhạc đường phố. Thì bây giờ là Thư với anh Huy là đi vào buổi trưa cho nên cũng không có âm nhạc để mà review cho các bạn. Thì các bạn có thể thấy là khung trường, quảng trường này đó chính là cho buổi tối chúng ta thưởng thức âm nhạc. Rồi bây giờ các bạn nhìn xa xăm có thấy cái gì không ạ? Có thấy biển không ạ? Thư trước khi mà đến biển thì các bạn có nhìn thấy là hai bên đó chính là hai hàng giống như là hàng dừa vậy. Thư rất là thích cái con đường đó. Con đường thì phía dưới là đó chính là làm bằng gỗ và phía hai bên là có trồng dừa. Khi các bạn đi trên cái con đường như thế á, gió thì mát, nghe được tiếng sóng vỗ, xong rồi nghe được những cái âm thanh gì gào của những cái lá dừa đập với nhau. Thật sự là rất là thoải mái, làm chúng ta giảm đi căng thẳng mệt mỏi trong ngày rất là nhiều. Thì các bạn có thể đi đến đây cùng với gia đình hoặc là những người thân yêu của mình, bạn bè của mình để trải nghiệm những giây phút thoải mái, giảm căng thẳng trong cuộc sống. Rồi bây giờ chúng ta cùng tiến vào bãi biển thôi. Cũng như Thư đã chia sẻ thì biển Chí Chin là cũng nằm trong một trong những bãi biển là có cát màu đen. Thì các bạn cũng thấy cát màu đen, nhưng mà cát màu đen nó cũng không ảnh hưởng tới nét đẹp của biển Chí Chin. Vì biển Chí Chin có một cái nước biển rất là trong xanh, bên trên bãi biển là rất là sạch sẽ. Và buổi chiều mọi người thường hay có những cái hoạt động giống như là những trò chơi trên dưới nước, là mọi người thường hay là bơi lội hay là lướt sóng hoặc là làm những cái chuyện mà mình thích. Những đứa bé thì ra đây nô đùa nghịch ở trên cát, có những người lớn tuổi thì họ ra đây ngồi hóng gió, giải bầu tâm sự. Nói chung là rất là nhiều hoạt động ở đây. Và theo Thư được biết là ở tại biển Chí Chin này cũng có rất là nhiều các sự kiện, các hoạt động. Cũng giống như là có một lần Thư đến đây vào đúng cái sự kiện là nghệ thuật trên cát, có những cái hình thù mà người ta điêu khắc trên cát, nói chung là rất là đẹp. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì ở tại đây thì không có cái hoạt động gì. Nếu mà các bạn có đi qua được đúng hoạt động của biển Chí Chin thì nói chung là cũng trong một những cái thú vị khi mà các bạn đến biển Chí Chin này. Các bạn có thể thấy ngắm biển. Nào, mình cùng truyền cho các bạn những vitamin C. Xin chào các bạn, thì bây giờ Thư đang trèo lèo vượt suối để đi lên được cái trên đỉnh núi để ngắm toàn bộ cái bãi biển Chí Chin này. Thì các bạn có thể nhìn xung quanh của Thư, nó rất là u ám, rất là gừng gậm. Và không sao, vẫn có người đi thì mình vẫn cứ đi. Thì bây giờ Thư sẽ đi lên trên để review cho các bạn thấy được ở trên là có được cái gì. Xin chào các bạn, thì bây giờ Thư đang đứng ở nhà tù Chí Chin. Như ở Việt Nam của mình thì ở Côn Đảo có nhà tù ngoài Côn Đảo, đúng không ạ? Thì ở Đài Loan này cũng có nhà tù ở một cái hòn đảo, đó chính là hòn đảo Chí Chin. Thì như các bạn đã thấy, hòn đảo này, nhà tù này bây giờ thì không có hoạt động nữa, chỉ để cho chúng ta tham quan du lịch, tìm hiểu thêm về kiến thức thôi. Thì Thư là một trong những người mà rất là tò mò
khi rất là muốn tìm hiểu thêm á, cho nên cái lần mà Thư đi lên đây lần đầu tiên á thì Thư có thò đầu vào phía bên trong cái cửa sổ để mà nhìn xung quanh là nhìn bên trong nó có cái gì. Nhưng mà khi mà nhìn bên trong thấy một cái màu đen rất là u ám, rất là nhìn rất là sợ, Thư rất là sợ, cho nên đến bây giờ Thư vẫn không dám tìm hiểu thêm. Nếu như các bạn nào mà có gan to hay là có muốn tìm hiểu thêm thì có thể đến đây hỏi những người có nhiều kiến thức về cái nhà tù này, hoặc là có thể là tham quan kỹ hơn. Còn như Thư là Thư rất là sợ, cho nên Thư sẽ chỉ cho các bạn nhìn sơ qua là như thế. Còn bây giờ mình sẽ đi lên phía trên để nhìn những cái khung cảnh khác. Xin chào tất cả các bạn, thì bây giờ Thư đang đứng ở phía trên của nhà tù của Chí Chin. Và bây giờ các bạn có thể thấy phía bên tay trái của Thư có thể nhìn thấy được toàn bộ bãi biển Chí Chin vào buổi chiều hoặc là những ngày thứ bảy của Nhật, hoặc là những ngày lễ thì rất là nhộn nhịp, rất là nhiều người. Nhưng mà tại vì hôm nay là một ngày bình thường cho nên không thấy được sự nhộn nhịp đó. Các bạn có thể nhìn ngắm bãi biển Chí Chin này. Còn phía trước mặt, còn bây giờ phía mà các bạn đang nhìn thấy đó chính là cái được mệnh danh là đuôi cá ngựa của Đài Loan. Thì các bạn có thể đến đây và đi đến đây. Đây chính là địa điểm ấn tượng nổi bật nhất của cái hòn đảo Chí Chin này. Các bạn có thể thấy đó chính là đuôi cá ngựa. Nhìn rất là uốn cong cong và đi rất là xa. Thì Thư đi đến đây rất là nhiều lần rồi nhưng mà Thư vẫn chưa dám đi thẳng ra ngoài tới địa điểm ngoài đó. Tại vì như các bạn đã biết đó, thì khi mà chúng ta đi biển nó càng xa thì sóng nó càng mạnh, có đúng không ạ? Vì sự an toàn của bản thân của mình thì các bạn đừng nên đi. Mà cái bộ chính phủ của Đài Loan cũng quy định là cấm chúng ta ra biển, nhưng mà các bạn nhớ là vì bản thân mình, vì an toàn của chính mình, cho nên nếu mà không cấm thì các bạn cũng đừng nên đi. Cũng tại địa điểm này các bạn vào buổi chiều có thể là ngắm hoàng hôn, một địa điểm có ngắm hoàng hôn cực kỳ là đẹp. Tại vì hôm nay thời tiết không được đẹp cho mấy cho nên chắc có lẽ là ngày hôm nay không có hoàng hôn, cho nên Thư và anh Huy sẽ không review cho các bạn biết rõ được. Các bạn có thể thấy ngồi ở đây hóng gió ngắm cảnh thật là tuyệt vời. Xin chào các bạn, thì bây giờ Thư đang đứng ở nhà thờ Cầu Vồng. Thì như các bạn đã biết thì nhà thờ thì chắc cũng là giống bên Việt Nam, nhưng mà Thư không biết là phía bên trong nó có trang trí những cái gì. Tại vì Thư cũng không có biết tiếng nhiều cho nên không đủ tự tin để vào đó. Nếu mà vào đó thì chắc chắn sẽ có những người hướng dẫn cho chúng ta đây là cái gì, là cái gì. Nhưng mà riêng Thư thì Thư không biết tiếng cho nên Thư chưa đủ can đảm để vào trong để tìm hiểu kỹ hơn. Nếu mà các bạn có dịp đi đến đây thì có thể có đi chung với người mà phiên dịch tốt, người ta biết tiếng tốt thì có thể vào bên trong để tham quan. Thì ở đây theo Thư có thấy qua là có những cặp chụp hình cưới, họ cũng vào đây để chụp hình cưới. Thư nghĩ là phía bên trong chắc là có những cái nét đẹp riêng của cái nhà thờ này. Thì các bạn nếu có cơ hội đến thì có thể đi vào trong để tham quan. Các bạn có thắc mắc tại sao mà nhà thờ này có tên là nhà thờ Cầu Vồng không ạ? Vì phía sau nhà thờ này đó chính là một cái cầu vồng, bảy sắc cầu vồng. Nó rất là nhiều màu sắc, bạn có thể thấy thì nó cũng là đơn giản những thanh sắt ghép lại với nhau thôi, nhưng mà có điều là sơn nhiều màu sắc lên. Bạn thấy nhìn đơn giản thế thôi nhưng đây chính là một trong những địa điểm nổi bật mà những người đến đây tham quan là chắc chắn sẽ chụp hình. Khi mà chụp hình lên người ta sẽ biết được đây chính là địa điểm của Chí Chin. Các bạn nhớ nhé, nếu có cơ hội đến đây nhớ check in ở đây cho người ta biết là mình đã đi đến Chí Chin. Mấy giờ chụp hình đẹp em? Theo Thư được biết là nếu như mà thời tiết tốt thì các bạn có thể đi vào buổi chiều hoàng hôn tầm khoảng 4-5 giờ chiều thì các bạn có thể ngắm hoàng hôn từ cái cửa biển như thế này, một cánh cửa nhìn thẳng qua ngoài gọi là chân trời. Các bạn ngắm hoàng hôn ở đây cũng rất là đẹp. Bây giờ các bạn có nhìn thấy rõ hơn được bảy sắc cầu vồng chưa ạ? Có nhìn thấy rõ hơn cái cánh cửa mà nhìn ra ngoài chân trời chưa ạ? Thì Thư thì đi qua đây Thư thấy rất là nhiều người trẻ tuổi giống như Thư, thì mọi người hay đến đây để chụp ảnh sống ảo, hoặc là quay video TikTok, hoặc là đi chung với gia đình chụp những bức ảnh chụp cùng với gia đình ở tại địa điểm có ý nghĩa như thế này.
các bạn có thể đi đến đây vào buổi chiều. Buổi chiều là ngay đây là nhìn thẳng ra ngoài. Buổi sáng nếu mà thời tiết đẹp thì các bạn đi vào buổi sáng thì cũng rất là đẹp. Bầu trời thì xanh, nước thì xanh, nhìn thấy được chân trời rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Các bạn nhớ là đi thì phải xem trước thời tiết nhé. Xin chào các bạn, thì bây giờ Thư đang đứng ở tại hai con ốc, nhìn các bạn có thể thấy cái này có phải là ốc không hay là hai cái mỏ của con cá ta? Anh Huy có thể trả lời hộ em được không ạ? Hay là các bạn có thể trả lời hộ Thư có được không ạ? Đây chính là hai con ốc hay là hai cái miệng cá? Các bạn đến đây thì có thể là đi đến đây chụp hình. Ở đây cũng là một cái địa điểm chụp hình, có thể nhìn thấy được cảnh toàn cảnh biển, còn có thể thấy được cái biểu tượng của hai con ốc như thế này rất là đẹp. Và khi mà các bạn tiến vào đây, các bạn có thể nghe được âm thanh của sóng biển. Nói chung là nó rất là thú vị. Các bạn nếu mà có cơ hội đến đây nhớ là check in địa điểm này nha. Các bạn có thể thấy nhìn như thế thôi, lên hình ai mà sống ảo lên hình chỗ này chính là một chỗ mà sống ảo cực kỳ lý tưởng. Xin chào tất cả các bạn, thì bây giờ Thư đang đến địa điểm cuối cùng của biển Chí Chinh này, đó chính là trang trại cối xay gió. Thì như tên gọi của nó là có những cái cối xay gió cho nên có tên gọi là trang trại cối xay gió. Thì các bạn đã thấy thì những cái cối xay gió này nó rất là nhỏ so với những cái cối xay gió mà tạo ra nguồn năng lượng. Thì theo Thư nghĩ là những cối xay gió như thế này chỉ để cho chúng ta tham quan, cũng như là tạo một cái địa điểm nổi bật của khu Chí Chinh này. Các bạn có thể thấy là có trang trí những cái màu sắc như là màu vàng để cho nó nổi bật lên. Khi mà người đến thì có thể, khách du lịch đến thì có thể là bắt mắt được mọi người, có thể thu hút được mọi người. Thì ở đây còn một cái điểm nhỏ nữa Thư muốn chia sẻ với tất cả các bạn, riêng những các bạn mà thích sống ảo giống như Thư, thì ở đây cũng có một cái gọi là cái địa điểm gọi là bí mật cho những ai mà thích sống ảo giống như, tại vì ở đây có một cái đường bờ kè rất là đẹp. Các bạn tí nữa Thư sẽ review tận cảnh cho các bạn xem. Khi mà các bạn đứng ở cái đường bờ kè chụp lên hình, thật sự là rất là đẹp, nó tạo ra cái nét độc đáo riêng của địa điểm này. Nhưng mà các bạn nhớ là phải đi vào những ngày mà thời tiết đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng nhé. Thì như thế thì chúng ta mới có thể có được những bức ảnh mà gọi là chất lượng. Thì sau đây thì Thư sẽ review tận cảnh cái địa điểm chi tiết, cái mẹo nho nhỏ để mà cho các bạn có thể gọi là gì đó, gợi ý cho các bạn. Cái này quan trọng là cái cảnh. Rồi, đi vô đi. Xin chào các bạn, thì các bạn có nhìn thấy rõ cái đường bờ kè mà Thư đã nói không? Nhìn tại vì hôm nay là thời tiết nó không được đẹp cho nên các bạn nhìn nó rất là bình thường, nhưng mà nếu như mà thời tiết đẹp là các bạn nhìn nó lên ảnh gớt gớt chi là đẹp luôn. Các bạn có nhìn thấy là những cái cột đèn nó màu trắng, xong rồi những cái bờ kè nó, những cái trụ cột này nó màu gọi là những cái tông màu nó không gọi là không trái nghịch với nhau, nó rất là hợp với nhau. Khi mà mình vô nữa thì nó rất là ấn tượng, mình rất là gọi là nó nổi bản thân mình lên, nổi nhân vật chính lên. Nếu mà các bạn đến thì có thể là đến đây chụp địa điểm ở chỗ này để cho mình có những bức ảnh đẹp nhé. Thì sau đây thì cũng kết thúc cái chuyến đi ngày hôm nay, thì Thư muốn chia sẻ với các bạn một số điều. Giống như là khi mà chúng ta đi đến đâu cũng vậy, con người của chúng ta mà có ăn có uống thì có đi vệ sinh, có đúng không? Thì ở bên Đài Loan này, khi mà các bạn đi đến Đài Loan này không cần phải bận tâm về chuyện đó, vì tất cả các địa điểm du lịch ở Đài Loan hay là các cái công viên ở Đài Loan đều có những cái nhà vệ sinh công cộng rất là sạch sẽ, và quan trọng hơn hết là bên trong luôn lúc nào cũng có giấy vệ sinh để chúng ta dùng, rất là thuận tiện. Thư rất là biết ơn khi mà Thư có cơ hội được đi đến Đài Loan sinh sống và làm việc, một đất nước phát triển, một đất nước có nền văn hóa rất là tốt, tất cả các tiện nghi đều rất là thuận tiện. Sinh sống và làm việc của Thư khi mà đến đây Đài Loan này thực sự là rất là tốt, thay đổi đi rất là nhiều, ý thức của Thư cũng tăng lên theo môi trường.
Nếu như mà các bạn có cơ hội được đến đây tham quan hay là du lịch hay là đến đây làm việc học tập thì Thư hy vọng là sẽ có các bạn luôn đồng hành với Thư, với anh Huy trong kênh YouTube này để thấy sự phát triển, sự trưởng thành hơn trong từng video, để mỗi một video ngày càng cho các bạn những cái chất lượng cao hơn. Thư hy vọng là có thể đồng hành với mọi người thời gian lâu dài. Và hôm nay là đến đây là kết thúc chuyến đi ngày hôm nay rồi. Xin chào tất cả các bạn.